Trung đội trưởng, cho đến lúc nãy tôi còn không dám tin Thao Thao thực sự có thể đại diện đội quân khuyển tham gia thi đấu. Có hy vọng thì không khó, khó là biến nó thành hiện thực. Anh làm được rồi. Cảm ơn. Đưa tay cho tôi. Gây may mắn, trước đây tôi thắt, không có cơ hội tặng cho Vũ Cường. Tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang nhìn chúng ta. Thao Thao, nhìn Thiên An Môn kìa. Nào nào nào, nhưng lúc còn nóng ăn đi. Quản lý Lâm đâu? Cô ấy đi lấy thuốc cho liên trưởng rồi. Cậu Bảo, cậu chịu ít thức ăn cho cô ấy, đậy lại, nếu không lát nữa sẽ bị lạnh. Được chị dâu, chị cũng mau ngồi xuống ăn đi. Đừng có khách sáo. Nào nào nào, mau ngồi đi. Để tôi đi múc canh trứng cho mọi người. Lát nữa sẽ mang lên, mọi người ăn đi nhé. Tạ, đó là vợ cậu sao? Từng đến liên đội ba một lần rồi. Anh không nhớ à? Tôi quên mất rồi. Quên thì tốt. Quên được tốt hơn nhớ nhiều. Nếu trên đời này có loại thuốc ăn rồi có thể khiến cho chúng ta quên đi, bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Vậy rốt cuộc cậu định quên chuyện gì? Bảo này, có rượu không? Báo cáo. Có. Tôi tìm được một ít khi dọn dẹp kho. Vậy mau đi lấy đi. Báo cáo trưởng ban Tạ. Nhưng mà quân đội có quy định ngày làm việc không được uống rượu. Tôi và anh Long đều đang nghỉ phép, không phải tuân theo quy định. Đi lấy đi. Rõ. Lúc nãy anh hỏi tôi muốn quên cái gì? Chính là nó. Đây là gì? Tiểu Mễ. Nó từng cứu mạng tôi. Chắc anh đã quên luôn rồi. Nó đã hy sinh. Cho nên đó là gì mà anh muốn quên sao? Tôi hận không thể mổ đầu mình ra, tìm mảnh thịt chứa được ký ức. Tôi sẽ nạo nó đi. Tôi lại không nghĩ vậy. Tôi hận không thể mang tất cả những ký ức quay trở lại. Nhưng tìm ngoài, chỗ này của tôi vẫn cứ trống rỗng. Liên trưởng, trưởng ban Tạ, tôi đi trực ban đây. Hai anh uống ít thôi. Đi đi. Rõ. Nào, làm một ly. Nào, làm một ly.
Kể từ sau khi Tiểu Mễ ra đi, tôi sợ nằm mơ. Tôi sợ nằm mơ thấy Tiểu Mễ. Cậu Tạ, tôi ngày nào cũng mơ. Hơn nữa tôi lại mơ thấy những người thân quen với mình và những việc quen thuộc. Nhưng mà tôi, đến ngay cái tên của họ tôi cũng không nhớ ra. Tôi sợ người khác an ủi tôi nhất, giống như là sợ tôi quên. Quyển của anh chết rồi. Tạ Linh Thành anh là một phế vật. Tất cả bọn họ ngày nào cũng nhắc tôi nhớ, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi quen những ai? Thực ra tôi chỉ muốn làm rõ một việc, rốt cuộc tôi là ai. Họ tìm cho tôi một chú quyển, bảo tôi bắt đầu lại. Tôi không làm. Vì sao chứ? Trong đầu tôi toàn là chuyện quá khứ. Tôi làm sao làm lại từ đầu được? Đúng rồi cậu Tạ, cho cậu xem nhật ký của tôi. Ngày nào tôi cũng viết. Tôi giận mình không thể viết lại mỗi giây mỗi phút. Họ nói với tôi, hay là dứt khoát quên hết những chuyện trước đây, nhìn về phía trước, trở thành con người mới từ đầu đến chân. Làm người mới thì có ích gì chứ? Vậy 30 năm của tôi đã sống vô ích sao? Cậu Tạ, cậu thấy sao cậu Tạ? Chúng ta uống say cả đi. Đúng. Nào, nào. Quân nhân hy sinh vì nước, hồn bảo vệ biên cương. Kính toàn thể các linh hồn anh dũng của liên đội 3. Cạn. Cạn. Chị sao thế? Không có gì, khói xông vào mắt thôi. Không sao. Uống rượu sao? Long Phi là bệnh nhân, anh ấy sao có thể uống rượu được chứ? Em gái, em gái. Nghe chị đi, để họ uống vui vẻ. Chỉ lần này thôi, được không? Mười hai đội đại diện đến từ toàn quân khu, 36 chú quân khuyển sẽ tiến hành thi đấu 8 chủ đề, hai hạng mục lớn. Thứ tự và điểm số của mỗi quân khuyển sẽ đưa vào tổng điểm của toàn đội. Sau khi cuộc thi kết thúc, đội có tổng điểm cao nhất sẽ giành cúp quán quân. Quân khuyển có thứ tự điểm tích phân cao nhất sẽ giành được danh hiệu khuyển dương toàn quân khu. Nhanh lên, tinh thần hăng hái lên nào. Phóng viên đến kìa. Cuộc thi vẫn chưa bắt đầu mà. Khiêm tốn chút đi. Với ba chú quyển của chúng ta, có muốn khiêm tốn cũng khó. Xin chào, tôi là phóng viên của đài quân sự. Xin hỏi mục tiêu của cuộc thi này của đội anh là gì? Lần này chúng tôi đến tham gia là việc cúp quán quân và danh hiệu khuyển dương. Chúng tôi không những phải bảo vệ được danh hiệu mà còn phải thắng thật đẹp, khiến đối thủ của chúng tôi tâm phục khẩu phục. Đương nhiên là tôi cũng hy vọng những đội khác phát huy được năng lực cao hơn. Cuộc thi lần này đối thủ lớn nhất của anh là đội nào? Trước khi thi đấu các anh có nhắm vào chiến thuật gì không? Đối thủ chỉ có bản thân chúng tôi. Đội của chúng tôi trước nay chưa từng nhắm vào bất kỳ đội nào để lập chiến thuật cả. Chỉ cần chúng tôi phát huy như bình thường, tôi nghĩ việc bảo vệ danh hiệu không thành vấn đề gì cả. Phóng viên đài quân sự phỏng vấn cơ đấy. Vậy lần này các anh có lòng tin giành cúp quán quân chứ? Có lòng tin tuyệt đối. Lòng tin đó từ đâu mà có? Lòng tin chính là chúng tôi có những chú khuyển ưu tú, đồng thời cũng có những huấn đạo viên xuất sắc. Cô nhìn những chiến sĩ của chúng tôi đi, dựa vào tinh thần của họ không lấy được cúp quán quân sao? Các anh em nói có đúng không? Đúng.
Chủ đề thứ nhất là tìm vết tích và bắt giữ. Chúng ta thi đấu đầu tiên. Vậy đi, để báo tử lên trước. Cục tức này nó đã nhịn 4 năm rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chỉ huy quân khuyển dược chứng ngại. Tên tội phạm cần bắt trốn ở một trong số các túp lều. Chú ý, có khu vực được xếp đặt bom, phải đi vòng qua. Tổ thứ nhất, khuyển số 1203 chuẩn bị. Báo cáo sĩ quan xem thi. Hoắc Đông, đội đại diện chiến khu B, đã chuẩn bị xong trước khi bắt đầu thi. Xin chỉ thị. Bắt đầu. Rõ. Báo tử, đánh hơi đi. Báo tử, đánh hơi đi, đánh hơi đi. Báo tử, đánh hơi đi. Báo tử, đánh hơi. Tìm đi. Tìm nào. Báo tử, tìm nào. Báo tử. Sao lại chạy rồi? Quyển số 1203 đi vào khu vực có bom, trừ 3 điểm. Xem ra lần này chúng ta phải tính toán lại rồi. Nhất định phải tìm cách gỡ điểm lại. Trừ khi hai anh có thể phá được kỷ lục của toàn quân đội trong hạng mục kế tiếp. Tìm đi, báo tử. Nào, bên này. Tìm. Bên này, tìm. Báo tử. Hay lắm. Tiểu Mễ. Hùng, đội đại diện chiến khu B đã chuẩn bị xong trước khi bắt đầu thi. Xin chỉ thị. Bắt đầu. Rõ. Bao nhiêu? 5 phút 12 giây. Có cơm trong nồi đấy, tự bới ăn đi. Anh không ăn đâu.
Anh đi đâu vậy? Có việc. Anh đi đâu chứ? Có việc thì anh cũng phải ăn cơm chứ. Huệ Cầm, anh mơ thấy Tiểu Mễ. Vậy tốt quá. Đi thôi, ăn chút gì đó trước đi. Nó chưa chết. Nó đang ở chợ chó Thanh Trại chờ anh. Anh phải đi. Đứng lại. Bây giờ thứ anh mong muốn nhất chính là một con chó. Hôm nay anh không được đi đâu hết. Em trông chừng anh. Huệ Cầm, tin anh đi. Nó thật sự đã nói chuyện với anh rồi. Được, em tin anh. Tin anh. Đi, chúng ta vào trong ăn chút đồ đi. Huệ Cầm, tối qua anh nôn nhiều như vậy. Mau đi ăn chút đồ đi. Mau đi. Quyển số 1202, 5 phút 41 giây. Hay lắm, hay lắm. Sắp đuổi kịp kỷ lục của toàn quân rồi. Quyển số 1201 chuẩn bị. Quách Hữu Đống, đến lượt cậu và súng trường rồi. Thoải mái đi, đừng áp lực. Được. Chú Quyển đó được đấy. Báo cáo đồng chí xem thi. Quách Hữu Đống, đội đại diện quân khu B, đã chuẩn bị xong trước khi bắt đầu thi. Xin chỉ thị. Bắt đầu. Rõ. Súng trường. Đánh hơi. Đánh hơi. Đánh hơi. Súng trường, đánh hơi đi. Đánh hơi. Dám cá cược với tôi không? Cược cái gì? Hai người họ cứ như vậy có thể sẽ phá kỷ lục. Súng trường, đánh hơi đi. Đánh hơi. Súng trường, đánh hơi. Đánh hơi. Đánh hơi. Tuyệt vời. Thôi thôi, được rồi, được rồi. Quyển số 1201, 5 phút 32 giây. Hay lắm. Trung đội trưởng, anh Quách phá kỷ lục có được cộng điểm không? Dựa theo quy định của cuộc thi, phá kỷ lục toàn quân đội sẽ được thưởng thêm 5 điểm. Quá tuyệt. Cậu ăn mặc như vậy để làm gì? Nhỏ tiếng thôi. Tuyệt đối đừng để Huệ Cầm nghe thấy. Đi, tôi đưa anh lên trấn đi vòng vòng. Lên trấn. Để làm gì? Đến chợ chó. Không chừng đi đến đó có thể khiến anh nhớ lại việc gì. Đừng ngây ra nữa. Mang thay đồ đi. Đi đi. Tôi ở đây chờ anh. Điểm số chỉ là tạm thời. Ưu thế 3 điểm. Nó mất đã mất rồi.
Tiếp theo là hạng mục truy tìm ma túy, là thế mạnh của họ. Mỗi đội chỉ được chọn một chú huyễn. Ai lên? Thao thao đi, khu giác của nó khá nhạy. Hùng, trông vào cậu đấy. Thao thao, trông vào mày đấy. Huyễn số 1202, chuẩn bị. Dự bị. Bắt đầu. Thao thao, đánh hơi. Thao thao, đánh hơi. Thao thao, đánh hơi. Thao thao, đánh hơi. Thao thao, đánh hơi đi. Thao thao, đánh hơi đi. Ghi lại đi. Thao thao. Thao thao. Tiêu rồi, sẽ bị trừ điểm. Bình thường tâm trạng của Thao Thao rất ổn định. Nhất định là có chỗ không đúng. Tiêu rồi, đành đợi xử lý. Mọi người ở đây chờ tôi. Tôi đến chỗ ban giám khảo xem. Đừng lo lắng. Mọi người đừng lo lắng. Đợi sau khi Hùng Hùng về, hỏi tình hình sẽ biết. Hiện trường thi đấu đột nhiên xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Huyện số 1202 đến từ chiến khu B đột nhiên tấn công trọng tài. Cuộc thi tạm thời gián đoạn. Có nhầm không vậy? Chuyện gì thế này? Nhất định là do trọng tài đó nhìn trông giống người xấu. Còn mặc kệ là người tốt hay xấu, là người như thế nào cũng không nên cắn trọng tài. Nếu bị hủy thành tích thi đấu, vậy cúp quán quân chắc chắn không có phần chúng ta. Thì đó. Chúng ta đã đi lòng vòng cả buổi rồi. Có chú khuyển mà cậu nói không vậy? Cũng đã đến rồi, xem chút nữa đi. Phía trước còn nhiều mà. Liên trưởng, anh ở đây chờ tôi. Đừng đi đâu đấy, tôi sẽ quay lại ngay. Muốn chết hả? Không sợ tôi tông chết anh sao? Có ngon thì cứ tông ông đây đi. Điên rồi à? Mau biến đi. Nói tôi biết. Mấy chú khuyển này từ đâu đến? Tôi tự mua, anh quản được sao? Nhảm nhí. Hôm nay ông cứ phải quản đấy. Hai người không được đánh nhau. Đừng có nói nhảm. Ở đây không được dừng xe. Đồng chí giao thông, không biết từ đâu tên thần kinh này chạy đến, chặn xe tôi lại không cho tôi đi. Đồng chí cảnh sát, cậu nghe tôi nói, hai người hãy điều tra tên này cho kỹ. Anh ta chở một xe đầy khuyển, chắc chắn có gì đó mờ ám. Vậy đi, hai người theo tôi đi xem đi. Đi, đi xem sao.
Nhìn đi, hai cậu nhìn đi. Đồng chí, mời anh trình giấy phép lái xe, giấy phép đi lại, giấy tờ cho phép vận chuyển. Được, xin đi theo tôi. Đồng chí, anh chặn xe như vậy quá nguy hiểm. Sau này không được làm như vậy nữa. Sau này tôi vẫn sẽ làm vậy. Cậu xem đi. Tôi không thể nhìn bọn họ ngược đãi khủy như vậy. Nhìn đi, chúng còn bị thương nữa. Cái lồng lại nhỏ như thế. Cậu nói bọn họ có phải người không? Xin lỗi. Xin hãy trình giấy tờ của anh. Đây. Anh ở đội quân khuyển sao? Đồng chí quân giải phóng, tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh. Kiểm tra rồi, giấy tờ đầy đủ, thủ tục mua và bán khuyển đều đủ. Cảnh sát, có thể nghĩ cách giam hắn lại không? Xin lỗi, chúng ta phải làm việc theo quy định. Nhưng mà đồng chí cảnh sát, cho dù nửa ngày cũng được. Cậu để tôi xem chúng một chút, cho chúng uống ít nước. Xin lỗi, thủ tục không có vấn đề, buộc phải cho đi. Anh tài xế, anh có thể đi rồi. Khuyển, đồ điên, đồ súc sinh. Anh Long. Anh đợi tôi một chút. Anh bạn, anh tìm gì cả? Liên đội 3, anh biết tôi sao? Ai quen anh? Anh tên gì? Không biết. Đi, đi theo tôi, có tiền để kiếm. Đi đi đi. Hai cậu lên xe đi. Đi đi, lên xe. Đi thôi, lên xe. Tài xế, lái xe đi. Đội phó Cao, ban giám khảo nói thế nào? Theo quy định, hủy bỏ thành tích trong hạng mục tìm ma túy của chúng ta. Chúng ta nên khiếu nại để phòng kỹ thuật xem lại băng ghi hình cuộc thi. Lỗi của lần này rất lớn. Bộ phận kỹ thuật cũng đã xác nhận rồi. Nếu chúng ta mạnh tay khiếu nại, chỉ khiến chúng ta bất lợi. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Thao Thao, mày là con của Bali, sao có thể không nên thân như vậy chứ? Chỉ cần cuộc thi chưa kết thúc, chúng ta vẫn còn cơ hội. Hiện tại chúng ta xếp thứ mấy? Hiện tại điểm tổng xếp thứ 9. Nếu muốn tăng 3 hạng, về chủ đề đuổi bắt và tìm băng trên xe, phải lấy được toàn điểm. Nếu phá kỷ lục luôn, cúp quán quân có cơ hội không? Trên lý thuyết là có khả năng này. Nhưng hai tổ ở trên phải xảy ra sơ suất. Được rồi, đừng nói nữa. Hạng mục tiếp theo sắp sửa bắt đầu rồi.
Hạng mục tấn công, huyện số 1201 chuẩn bị. Xuống trường. Giờ trông hết vào mày đấy. Khi xong ta sẽ làm thịt bò cho mày ăn. Chuẩn bị. Súng trường. Chú ý. Bắt đầu. Đi. Đội phó Cao, nghe nói người giả làm kẻ địch lần này là cao thủ giật lộn. Đó là lính trinh sát, thân thủ rất tốt. Hy vọng anh quát và xuống trường thông qua thuận lợi. Hy vọng vậy. Cái gì mà hy vọng vậy? Bắt buộc chứ. Xem nào. Mày xem, đại khái là được rồi. Đều là đồng nghiệp đáng yêu của chúng ta mà. Bỏ ra đi. Tuyệt lắm. Hay. Tuyệt lắm. Quá giỏi. Huyện số 1201. 36 giây. Hay. Hay. Súng trường phá kỷ lục quá hay. Cộng thêm số điểm được thưởng, lần này chúng ta có thể lên đến hạng 4, hạng 3 rồi. Tuyệt. Anh bạn, không sao chứ? Chú khuyển này khá thật đấy. Cậu ra tay cũng rất mạnh. Tôi mà nhẹ tay một chút, e là cánh tay của tôi sẽ bị đứt ra mất. Tôi có thể chụp bức ảnh với chú khuyển cưng của anh không? Chuyện này tôi không làm chủ được. Anh phải hỏi nó. Anh Long. Long Phi. Liên trưởng. Long Phi. Anh Long. Ông chủ, tôi gọi cuộc điện thoại nhé. Cho tôi gặp cựu liên đội 3. Huyện số 1203 chuẩn bị. Chuẩn bị. Bắt đầu. Báo tử, tìm, tìm. Báo tử, tìm đi, tìm. Báo tử, báo tử, tìm, tìm đi, tìm đi. Báo tử, tìm. Báo tử, tìm. Nó không tìm được bom. Có gió sẽ rất khó đánh hơi. Khó phán đoán được mùi ở vị trí gốc. Bá
Bảo Tử tìm đi. Bảo Tử tìm, tìm. Bảo Tử, Bảo Tử tìm. Tìm. Bảo Tử tìm đi. Tìm đi, Bá Tử. Bá Tử tìm, tìm. Nhìn kìa, Bá Tử ngồi xuống rồi. Ghi lại. Hay lắm. Chào anh, hiện giờ tổng điểm của đội các anh đang xếp thứ nhất. Chúng tôi muốn phỏng vấn một chút. Các đồng chí, chúng ta hoan nghênh các phóng viên nào. Vẫn chưa tuyên bố mà đã bắt đầu chúc mừng rồi. Bọn họ thực sự cho rằng bọn họ sẽ thắng chắc sao? Vốn dĩ thắng được rồi, thật tiếc. Từ hạng 9 lên hạng 3, chúng ta đã tạo nên kỳ tích rồi. Báo cho mọi người một tin tốt. Vì xử phạt Thao Thao bị hủy bỏ rồi. Sao chứ? Trọng tài lúc nãy bị Thao Thao tấn công, đã rơi ý bỏ nhà một bịch heroin vào túi của chính mình. Ban giám khảo đã phê duyệt, Thao Thao có thể tiến hành thi lại hạng mục tìm ma túy lần nữa. Thành tích sẽ tính vào điểm tổng toàn rồi. Tốt quá rồi. Tôi đã nói gì chứ? Thao Thao bị oan mà. Nếu như vậy, chúng ta vẫn còn cơ hội giành cúp quán quân. Khống chế thời gian trong vòng 5 phút, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có hy vọng. Đương nhiên rồi. Còn làm bộ cái gì? Còn phỏng vấn sao? Các đồng chí, khuyển số 1202 của đội đại diện chiến khu B, hành vi tấn công trọng tài trong hạng mục tìm ma túy xảy ra là có nguyên nhân. Vì vậy, ban giám khảo quyết định hủy bỏ việc xử phạt khuyển số 1202, đồng thời tiến hành thi lại hạng mục tìm ma túy. Chúng tôi không hề nói rằng chúng tôi nhất định sẽ lấy được cúp quán quân. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi không nói nữa. Tôi phải đến chỗ giám khảo hỏi một chút. Thủ trưởng, thủ trưởng. Hạng mục tìm ma túy. Khuyển số 1202 chuẩn bị.